Trời ơi, có khi nào nồi bún bò mỡ nổi của cô Như sẽ biến mất sau khi lọt vào trong danh sách Michelin Selected 2024? Bình thường đã siêu đông rồi, bây giờ có khi bỏ trận rồi. Lúc đó thì lấy đâu ra mỡ nổi mà bán cho xuể? Hello, Tây Bê nè. Phải nói đã bún bò không ai không biết tới bún bò cô Như. Đặc trưng lớp mỡ nổi bồng bềnh trong nồi nước lèo thơm ngậy bán suốt 30 năm. Sau khi Hoa hậu Thiên Ngân đăng lại vai rồi thêm một lần nữa, mỡ nổi đã có hai loại nha, là mỡ bò và mỡ heo. Mỡ bò thì nấu rất là mềm, ăn béo tan liền trong miệng. Còn mỡ heo thì giòn giòn. 2 năm trước tôi ghé là có mình cô Như bán thôi mà bây giờ quay lại con cháu cô đều ở đây phụ giúp là đủ hiểu khách đông cỡ nào, mình coi như gắn không có nổi. Tuy đông thiệt nhưng mà chủ quán vẫn rất là nhiệt tình, niềm nở chu đáo. Bún bò ở đây đồng giá là 40 xu, tô thập cẩm full topping sẽ có cục giò gân bự, ăn giòn giòn sực sực không hề bị hôi. Bên cạnh đó còn có thịt nạm, tái, sắc bò, chả cua, không thể thiếu có loại rau sống ăn kèm. Và nước lèo tôi thấy cũng béo béo thơm thơm, vừa ăn rồi. Nhưng mà nếu mà ai thích béo hơn nữa cứ tự tin đổ thêm một chén mỡ nổi vô nha, đảm bảo không có gì trên đời có thể béo hơn được nữa. Nếu tô thập cẩm xô thịt quá có thể kêu cái tô tái nạm gân như tôi. Có nạm mềm, gân giòn sực sực, bò tái tươi như vậy là tôi thấy vừa ăn rồi. Thêm một lựa chọn cho người chưa hề chả là tô bún bò các loại chả, gồm có chả cay, chả cua, chả lụa, chả cá, miếng nào cũng bự, nói chung là nhất cái nắp. Mà quên mất ăn bún bò một yếu tố cũng rất quan trọng chính là phần sa tế và nước chấm sa tế. Cay cay the the ăn mới đã chứ. Để lọt vào mắt xanh của các nhà thẩm định Michelin Guide thì bún bò mỡ nổi cô Như chắc chắn không phải là dạng vừa. Bàn thì lúc nào cũng full, auto đứng đợi rồi mới được vô. Nhưng mà một tô có 40 xu và nhân viên cô chủ đều ok thân thiện. Đặc biệt best seller mỡ nổi thì tôi thấy là xứng đáng nha mấy bà.